Qua năm thứ ba thì mình phát hiện là mình bị bệnh máu trắng. Thì cứ 10 ngày là phải thử máu một lần, 10 ngày là phải thử máu một lần. Nhưng mà đến năm 2009 thì bác sĩ nói là chị ơi, em bó tay với bệnh của chị rồi. Người mình nó bắt đầu là nó sưng, nó phù hết rồi, nó đau, nó nhức hết. Thôi chắc tới đây là coi như cuộc đời mình đã xong rồi. Nhưng mà khi mình về thì là nghĩ tới hai đứa con, tự nhiên mình vực dậy. Mình mới là ứng dụng những cái gì mà mình đã học, nhất là môn thiền học. Và mỗi ngày như vậy là mình ngồi hai thời thiền. Bên cạnh đó phải nói một tình cờ thôi, vậy ở bên Đức về Việt Nam để vậy đi học. Thì vô đó là học chung. Rồi chính vậy là cái người mà dùng cái phương pháp chữa bằng phương pháp đông y là phương pháp châm cứu để lọc máu. Sau thời gian 2 năm thì lúc đó mình đi xét nghiệm máu lại là hồng cầu đã lên được 4,2 triệu và máu mình trở lại bình thường. Và tới ngày hôm nay phải nói một điều là sức khỏe mình rất là tốt. Thành ra khi học sâu về Phật Pháp thì mới càng cảm thấy cái niềm tin tính thành Tam Bảo càng ngày càng vững vàng. Trên thế giới, nền minh triết Phật giáo được nhiều nhà khoa học, nhà tri thức xem là một môn học làm người hết sức ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống. Triết lý Phật giáo không nằm trong giới hạn của tôn giáo, mà đây là một chân lý sống đầy khoa học, thực tiễn và đồng thời là nền tảng tâm linh siêu nhiên thực thụ qua sự nghiên cứu sâu sắc của khoa học. Chánh pháp của Phật là kim chỉ nam dẫn lối đến con đường an lạc mà bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu và thực hành để đạt được bình an cùng nhiều giá trị trong cuộc sống chính mình, cũng như lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.